cái này trải nghiệm mới. Niệm mới rồi. Quá im hả? Quá im. Tối im. Tối nay ngủ im rồi. Ngủ im rồi. Dạ. Đồ vô. Đồ đây để anh tủ nè. Đồ tủ tủ. Đồ này bên chùa mới cho ha. À, cái tiền em mới gửi cho anh là anh Dũng để mua nhang nha, để cho người ta thấy nha. Nha. Sao? Sợ đúng không? Người ta thấy người ta cho thấy cho tiền người ta sợ người ta ăn cắp của mình đúng không? Sao lưng kìa. Hả? Sao lưng kìa. Hả? Sao lưng kìa. Ok ok ok. Rồi ok. Mỗi đêm này cho tròn tình quê hương, đẹp lòng yêu thương, mãi chúng mình nối đường nối nhà. Giờ sao phố thì anh lên đường nghe vắng vương. Thôi trơn quá. Xin mến chào toàn thể quý khán giả đến video tiếp theo của Di. Hiện tại Di đang có mặt tại chân cầu Bình Tiên thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay thì Di ghé đây để gặp anh Dũng. Thì tình cờ lúc nãy thì Di có thấy anh Dũng chở một chiếc niệm hay gì nè. Này cả nhà, để mình qua mình gắn cái mic cho anh Dũng để mà anh Dũng nói chuyện với cả nhà cho rõ hơn nha. Em chào anh Dũng nha. Chào anh Dũng nha. Dạ. Sao vậy? Sao em lại nữa? Em dai quá. Đây em gắn mic cho anh Dũng nha. Anh Dũng gài cái nút áo này lại đi. Nè. Gài nút áo lại. Không tự nhiên anh lắm em ơi, cái gì nói anh thiệt ngọt. Sao? Quá. Hả? Nhiều cái anh quên. Quên đúng không? Bây giờ em mới kêu anh gài lại đó. Rồi. À, hồi nãy em chạy nhanh em thấy anh Dũng mới mua điểm mới hả? Có cái này chùa cho nữa. Chùa cho hả? Cho anh một bao đồ dép luôn kìa. Đâu? Đây xem kìa. Nè. Ô trời. Nhóc luôn. Quần áo đâu hả? Quần. Quần áo không? Có. Cho quần có mỗi sơ áo. Ê da, ê da. Rồi có niệm này là tối nay là ngủ ấm im rồi. Ấm im rồi. Quá im đúng không? Anh Dũng ăn gì chưa? Hả? Anh ăn gì chưa? Sáng giờ ăn cho cháo rồi. Ăn cháo rồi hả? Rồi bữa giờ có về Linh có về thăm con không? Có, mới sáng về. Mới sáng về hả? Thì tiền bỏ em cho đưa cho anh rồi. Dạ. Ai cũng thương kìa, ai nói trời ơi. Thằng Dũng thì nó vậy mà. Thì có nghĩa sáng cho rồi, cho con. Nhiều rồi. Người không có biết hoàn cảnh của mình đúng không? Quá trời, nói sáng giờ luôn. Này em thấy anh Dũng rất là vui luôn. Không, thăm con vui. Thăm con vui hả? Cho tiền nó. Thì sao? Anh nói là sao? Thăm con vui cho tiền vui à. Thăm con vui cho tiền mấy hai đứa con gái hả? Đúng. Hai đứa con gái nó vui. Vui. Trời ơi. Ba cho con ôm khóc luôn. Trời đất ơi. Rồi. Với tiền đông mà nó có tiền nó mừng, nó vui lắm. Trời nó mua cái này, nó mua cái kia. Bà vợ của anh sao? Bà có ở nhà không? Nó có chồng khác, nó có con khác. Thì không nhòm ngó gì hết trơn á. Có nghĩa là bây giờ nó đau lòng lắm. Nghĩa là bây giờ là con hai đứa gái anh là sống với lại mẹ ruột, với lại một người dưỡng. Một người dưỡng. Đúng. Dạ. Sao ta? Khi mà anh lên trển như vậy đó, thì anh đưa tiền vậy thì vợ anh có nói gì? Ồ, sáng anh mua đồ ăn luôn. Vậy hả? Là tiền em cho bà hổm đó. Dạ. Anh mua nửa đầu heo. Trời ơi, dữ vậy? Tội nghiệp mấy đứa nhỏ nó thèm cái gì sao? Mua lên trển, rồi tiền hổm em cho anh đưa hết luôn. Rồi mua đầu heo vậy lên trển rồi có chỗ mà để tủ lạnh hay gì để lại cho tụi nhỏ không? Chứ nó một mình nó ăn sao mà hết cái đầu heo dữ vậy? Nó nấu gì không biết, nhưng mà anh nói là này, mua cho hai đứa nhỏ ăn với em ăn nha, vợ. Khóc một xíu rồi về.
Như là anh Dũng, mặc dù chị đối xử với mình như vậy nhưng mà anh vẫn là vợ mà. Vẫn là vợ của mình. Cứ hỏi đàng hoàng luôn. Chỉ có điều là bây giờ chị sống với lại người khác nên là anh không có tới lui. Đúng mà rồi. Cho dù nếu mà có tới lui thì anh chỉ không được tới lui để mà thăm con thôi. Đúng. Dạ. Tại hôm bữa khán giả có hỏi em á, anh Dũng có nói ở clip trước á là mẹ anh Dũng mất, mẹ ruột anh Dũng mất, xong anh Dũng mới gửi con cho bà ngoại. Tại bà... mẹ tức vợ. Mẹ tức xin lỗi khán giả. Dạ. Mẹ tức vợ anh, mẹ mới chết. Dạ. Rồi gửi cho bà ngoại thì bà ngoại cũng mất. Đó cả nhà. Mất luôn, mùa dịch. Nên là cả nhà hôm bữa nhà nhớ xem clip kỹ thì anh Dũng sẽ nói là gửi về bên ngoại cả nhà, gửi về bên ngoại nghĩa là bên vợ á. Anh Dũng ở đây. Hai đứa nhỏ thì ở bển, tại vì em đến đây cũng 2-3 lần rồi nhưng mà em chưa thấy mấy đứa nhỏ. Thì em cũng muốn nói cho các vị khán giả người ta hiểu á. Hai đứa con anh thì đang về sống với mẹ. Mẹ. Rồi với lại cha dượng. Đúng rồi. Đó. Nên là anh Dũng thì anh ở đây. Nếu em không tin em lên công an phường 1 hỏi. Không chứ em biết chứ. Con của thằng Dũng đâu người ta chỉ là em có nước mắt. Dạ. Khổ lắm em ơi. Em lên hai đứa nhỏ nó dòm nó thiệt. Khổ. Chứ giờ sống mưa gió gì sao mà sống. Dạ. Rồi muốn bụi cũng bờ. Nó là con gái. Nó là con gái nữa. Ừ. Đúng không? Rồi anh chị không nổi anh mới gỡ bên nhà ngoại. Có nghĩa là lúc trước là ba cha con ở đây. Đây. Rồi ở được bao lâu thì anh mới gửi về từ nhỏ về bên ngoại? Mấy tháng anh chị không nổi rồi. Rồi lúc ba cha con ở đây thì ba cha con làm gì anh Dũng? Hả? Chứ là làm gì kiếm tiền á? Lúc đi bẻ vừa mướn, lúc lụm về chai. Ồ anh lao vừa hay lắm á. Yeah. Sao đa tài vậy Dũng? Trời vừa ơi. Hát hay nè, vừa giỏi nữa. Em nói hát hay chứ anh chưa quảng cáo vô đó nha. Không, các vị khán giả xem, các vị khán giả nói em biết là anh hát rất là hay. Có người còn kêu em nếu mà có điều kiện quyên góp tiền thì có thể là quyên góp cho anh Dũng để mà anh Dũng mua cái lo anh Dũng đi bán kẹo kéo. Cái đó là được đó ha. Dạ. Anh mơ ước nhiều mà không được. Dạ. Nhưng mà cái này thì do khán giả xem thì khán giả cảm thông được cái hoàn cảnh của anh thì khán giả sẽ giúp anh. Đó, em thì em dạ. Không có dám mình em thì vẫn một người bình thường, em cũng giống như anh thôi. Nhưng em thì không có dám để mà lên tiếng để mà mình kêu gọi. Tại vì cái khi mà khán giả xem á, khán giả sẽ biết à anh Dũng này như thế nào. Em thì em quay clip đây em cũng có nói địa chỉ ở đây nhưng mà hồi sáng anh nói với em hồi sáng anh đi đâu trong nguyên cái thành phố Sa Đéc này á, hình như là em đăng lên cái gì á, nó trời thằng này nó ở Dạ Cầu vừa mới xấu quắc mà nó ca cũng được quá. Anh thấy học thấy anh thời luôn, nó ca mà xúc động. Dạ, nó khóc anh Dũng. Ai đăng lên ai cũng nói. Dạ. Nguyên cả thành phố Sa Đéc này thiệt luôn. Mà người ta nói anh hát hay đúng không? Đúng. Đó thấy chưa em nói. Nhưng mà có khóc mới ghê. Nhưng mà em lay em quay cái vụ khóc nữa. Khóc nữa. Khóc nữa. Tại vì anh em biết mỗi lần anh hát về những cái bài về mẹ là anh hay khóc. Đúng rồi. Tại vì cái chất giọng của anh nó rất là trong. Đúng. Rất là hay. Thật sự phải nói vậy luôn á. Hay. Mà ngày xưa là anh Dũng có phải làm ca sĩ không? Không, hồi xưa anh là có đoàn. Sao? Anh làm đoàn xã. Đoàn xã. Nhưng mà sao hát hay quá vậy? Tại vì mình có mẹ đẻ rồi vậy. Rồi mẹ anh ngày xưa có theo nghệ thuật không? Mẹ anh hả? Xài bộ đúc băng. Trời ơi, thiệt luôn hả? Thì xong thì truyền cho anh hả? Truyền đó, anh chỉ nói em ốm. Dạ. Nhưng mà sao ở đâu mà sao anh có cái giọng hát hay dữ ta? Hả? Ý là anh âm ơi em. Anh phải. Hát hay thiệt. Bởi vậy vợ anh mới thương anh hồi xưa. Dạ. Ca hay vợ bỏ luôn. Sao vậy? Sao ca hay vợ bỏ? Anh không hiểu. Rồi hôm nay là đi ra chợ Sa Đéc đúng không?
Rồi ra ngoài là gặp bà con ngoài, bà con nói khoe Dũng quen hả? Ôi ôi, sao vô mặt này thấy quen. Phải ăn Dũng không? Dạ con nè. Ủa mày lên Facebook quá hả? Dạ. Ủa mày xấu quá, mày sao mày ca hay vậy? Không phải con ca hay, con nhái đó. Nhái ca bản nhái giọng cho em nghe luôn nè. Thiệt luôn hả? Trời đâu, làm thử em. Chúng vui đêm này cho tròn tình quê hương, đẹp lòng yêu thương mãi chúng mình nỗi đường nỗi ngà. Giờ sao phố thì anh lên đường nghe vẫn vương. Bác của bạn của bác Duy Khánh. Dạ. Ừ, giống thiệt. Đúng rồi. Anh còn hát được bài nào của bác Duy Khánh không? Được chứ. À, hát thêm cho khán giả thêm một bài đi. Có không? Dạ. Quần ngoài ngõ tôi có căn nhà tranh, tí bé như thả sinh tháng ngày sống riêng một mình. Nhà dần bên em sống chung giàu sàn, quen gắm nhung đài tranh đi về sẽ đón đưa. Hay dữ ta. Mà cái bài, cái bài lúc đầu tiên hát bài Vùng Ngoại Ô á, đúng bài này hát giống giống bác Duy Khánh, xuất sắc. Bởi vậy khi mà em quay lên rồi thì khán giả nói anh Dũng có tố chất làm ca sĩ, hát hay quá. Em là cứ tưởng anh là ca sĩ không luôn á. Trời, anh giảng con gái cũng được đúng không? Gì giảng gái giọng gái luôn hả? Làm thử cho em khúc coi. Bài gì, bài gì? Để bữa nào anh khỏe đi, bữa nào anh mệt đi lụm với trai mình. Vậy hả? Mà một xíu thôi. Một không xíu. Được em. Không được rồi. Giọng gái nó mạnh. Giọng gái nó mạnh lắm. Vậy là giọng gái là nó khó hơn giọng trai. Bắt cái đó phải có nhịp gốc. Dạ. Mình cái ém cái giọng từ cao lắm. Từ cao ngắn xuống mạnh, nhẹ xuống, rồi từ trên cao nhẹ xuống là mệt lắm. Ép hơi mình á. À, ép hơi. Ngái giọng á. Nhưng mà ngày xưa anh Dũng có đi học thanh nhạc không? Không. Không học luôn. Trời, anh lụm hơi lan cơ, không có ăn mình đi dụng anh nhạc. Nhưng mà sao hát hay dữ ta? Hả? Sao hát hay quá vậy? Tại mẹ đẻ rồi vậy rồi. Hồi xưa anh Dũng có đi thi chương trình hát nào? Chưa. Chưa thi luôn? Có. Nghĩa là thi mình thi hát văn nghệ hay là... nghệ, có. Có. Có giải không anh Dũng? Không cưới hả? Tiền cho nhóc. Vậy luôn à? Còn hát văn nghệ là có được giải thưởng gì không? Hả? Mình đi hát văn nghệ rồi cháy nhà rồi đưa giấy về, em không tin. Giấy... ba cái giấy đó nhóc vô. Vậy hả? Từ hồi mẹ chết rồi... nhà... vậy dám đi đi. Dạ. Trời ơi. Hiện tại thì anh sống ở dưới chân cầu, ở nhà đây là chân cầu Bình Tiên, của thành phố Sa Đéc, thuộc tỉnh Đồng Tháp. Hôm bữa em với anh Dũng có chia sẻ về cái bông chuối á. Ừ. Mà nay nó ra trái cho anh Dũng. Nó gần hết rồi kìa. Nè, em với anh Dũng coi thử coi. Hôm bữa cả nhà nói mình á, mà cái cây chuối này là anh Dũng có chặt buồn lần nào chưa? Chặt rồi. Đó cả nhà. Ở vậy bây giờ mình mới thắc mắc cả nhà đó nè. Có nghĩa là thu quắc luôn á, chứ thu quắc luôn hả? Cái cây chuối á là nó không bao giờ mà nó trổ được hai buồn. Thường thường một cây chuối là chỉ được một buồn thôi. Đó. Và cái cây chuối này á là anh Dũng đã chặt đi một lần rồi. Anh Dũng đã chặt đi một lần lấy một cái buồn rồi. Nè, dơm. Đó, mà anh nghe thấy một cái thân này nó bự nè. Cái buồn chuối này đã lấy rồi nè. Nhưng mà biết sao nó mọc ra cái buồn khác nữa. Không hiểu à. Nhưng mà cái buồn kia đã hái rồi mà sao giờ có thêm buồn này nữa? Hình như là cái máu nhỏ chết đổ xuống đây. Sao lưng em kìa. Nghĩ là vậy hả? Sao lưng em á. Bữa giờ có đốt nhang không anh Dũng? Có chứ. Có không? Ừ. Nhưng mà bữa giờ cái cô này có hiện về không? Hả? Cái cô đó có hiện về không? Ở đây đêm nào đấy. Ghê rồi. Tại nó bé hiện nó 27 tuổi, anh cũng thương nó lắm, từ nghiệp đó. Có bầu mà chết kỳ kỳ kỳ. Còn bữa anh Dũng nói em cái
Cái khu Gò Mã là ở đâu anh Dũng? Hả? Cái khu Gò Mã trên nhà trên kia. Nhà anh kia hả? Ừ. Còn bữa nói cái đường này đi ra cái chỗ gì mà anh thấy có nó đâu có ông nhiều nữa. Hả? Chết cũng có nhiều nữa. Ngoài đó hả? Còn cái gòn này ổn kể cho em chưa? Rồi cái gòn kia rồi nhưng mà cái đường này kia là đi đâu? Ra chỗ hai cái mương chớ người ta chết chồn với nó. Ghê anh Dũng. Mình đi ngoài được không? Được, bình thường. À bây giờ nếu vậy thì mình cầm theo ba cây nhang đi. Thôi mình cúng, mình đốt anh Dũng ha. Ok anh Dũng. Ừ. Này cả nhà, bây giờ mình nghĩ anh Dũng sẽ đi ra ngoài cái chỗ mà anh Dũng nói nó ghê ghê á. Rồi anh nó có hột quẹt. Không có hột quẹt hả? Ê có nha, anh nhớ rồi. Có. Hôm bữa nhớ có mà. Kiếm coi. Có, mình lấy ba cây nhang đi ra ngoài đi. Em bữa mình nhớ Dũng có quẹt ở nhà tại Dũng nhiều khi buồn mắc rồi hút thuốc mắc rồi hả? Quẹt trắng mình mắc rồi. À quẹt trắng mắc rồi hả? Sao vậy? Người ta không có xài, người ta mượn. Có hút thuốc không hả? Anh có hút thuốc không? Có hút thuốc. Buồn hút hả? Buồn hút mầm giống đó. Mà hầu như ở cái độ tuổi của anh Dũng thì hầu như mình thấy cái người đàn ông nào cũng hút thuốc hết cả nhà. Có thể là do cái cuộc sống của họ. Mình đi ra ngoài rồi mình đốt anh. Để đốt đây nó tàn hết sao? Đi. Là cái anh đi trước cho. Ok. Em đi sau đi. Là cái chỗ đó ngoài đó là sao anh Dũng? Vừa đi vừa kể cho em nghe vậy Dũng. Ở đây là cái đường mòn. Chết ra cũng nhiều. Còn hai cái mương đó là người ta hồi xưa vậy dập ba cái xác chết chứ. Trời ơi. Nó bỏ dạ. Anh chỉ em rồi. Đi mình nè. Em sợ bữa em muốn gồn gợn em muốn được à, đi anh, đó. Bữa anh chỉ em mà em chưa có đi. Hôm nay em quyết định em sẽ đi với anh. Để ra ngoài đây. Trường té em. Dạ. Trơn. Hơi trơn cả nhà. Đây là ba mẹ con chết. Rồi xe tải chết đây ba mẹ con. Mọc lên cái gòn ba mẹ con. Là ba mẹ con lúc đó như thế nào anh Dũng? Chết sao? À. Chết thì sao? À xe tải chết. Ok. Ừ. Đó là mọc lên cây gòn. Cây gòn này ngộ lắm. Ngộ là sao anh? Hả? Nó ngộ là sao? Nó không mọc trái. Nhưng mà trời mưa là nó khóc. Không có trái thiệt. Nhưng mà trời mưa khóc thì sao? Cây gòn mà sao khóc? Em không tin tới ngủ với anh đi. Khóc là anh nghe tiếng sao? Hả? Anh nghe cái tiếng khóc như thế nào á? Tiếng con nít nó khóc á. Là tiếng sao anh Dũng? Anh thể... Hả? Anh thể khóc thử em nghe không? Cái tiếng á. Ví dụ á. Ví dụ hả? Ừ, ví dụ thử. Thì tả không được đâu. Không được hả? Nó khó nghe lắm hả? Khó nghe lắm. Ba mẹ con đó. Ba mẹ con hả? Rồi anh Dũng nói mình cũng nghe rợn rợn đó nha. Đi từ từ nơi. Ở đây dạ. Là có mã. Cái gì? Đây có mã. Cái nào đâu? Đây nè. Cái cục này hả? Cái mã đó. Có người ở dưới. Móc cốt chưa anh Dũng? Chưa. Lâu năm quá. Chào Pháp. Thời Pháp. Đúng rồi. Chưa có nè, em vợ mà. Đá là em vợ không biết. Nào, em xem cho. Cho nè đá xem này xem. Em vợ không biết. Đây cả nhà. Đá tảng. Đá tảng á. Đá ông ngày xưa chứ này đá ông. Chào Pháp. À, cha Pháp. Ừ. Là ông cha Pháp hả? Là ừ. Là gọi sao ta gọi là ông cha. Cái đó anh không là hiểu ông... nhưng mà à, em biết rồi, ông cha là trong nhà thờ á. Thời Pháp gọi là ông chắc chứ là ông bậy. Cha thì... Pháp chiến tranh hồi xưa, Pháp Mỹ hồi xưa. Dạ, thì thời Pháp á là nghĩa là ông cha đó là trong nhà thờ. Ông cha là ông cha, cha Pháp là cha Pháp. Yeah. Em gài vô hai cái đó đâu được em. Ủa vậy hả? Ủa lẽ giờ ông cha chết rồi cái này hả? Cứ với người dân chết không có cái này hả? À đúng rồi ha. Mà cái này là thời Pháp. Chào Pháp. Chào Pháp. Ờ với ông cha nữa hoài nữa. Ờ à chào Pháp mà em nghe ông cha Pháp. Bởi vậy em mới nói ông cha trong nhà thờ đó. Chết chào Pháp. Dạ chết chào Pháp. Đó. Nhưng mà vẫn chưa lấy cốt lên. Chưa mầm dưới á. Ghê quá ta.
Rồi ông xin phép cho con với anh Dũng đi ra ngoài đây xíu nha ông. Từ từ nhiều lắm. Dạ. Ôi trời đất ơi, bên đó mộ nữa anh Dũng. Đây là chùm mã. Chùm mã. Ở đây bà con cô bác cũng hiền lắm, cũng thương Dũng. Trời đất ơi, như thế nào, có bao giờ bà con cô bác hiện lên đâu? Không, bây giờ không có hiện. Nhưng mà nó bên kia cho tiền. Nói chủ nhà hả? Thiệt luôn hả? Cháu. Cháu. Cháu bên đây. Dạ, nói làm sao anh Dũng? Hả? Nói làm sao? Không cha không mẹ hả? Giờ bỏ con. Thiệt luôn. Trời ơi. Như là những cái gò mã này về báo mộng cho gia đình. Nói là... Đây là giải tư xây dựng. Dạ. Nói là anh Dũng là không cha không mẹ, vợ bỏ, nên là qua cho tiền hả? Đúng. Trời đất ơi. Cho gạo quá nè, bịch gạo cho nó mầm đó. Em ra đây. Đi cả nhà. Này, mình với anh Dũng sẽ quyết tâm. Hôm nay có anh Dũng em sẽ không sợ. Em đi. Đi từ từ nha em. Dạ. Khu này là nhiều người chôn đây lắm hả anh Dũng? Nhóc này nè em ơi. Dạ. Giết người, chì ke chết, rồi hiếp dâm, tùm lum. Trời ơi. Em đi chừng nha. Dạ. Chua. Khi hai anh em mình lên đây thì rất là mong những quý vị ở đây cho phép hai anh em con quay clip để gửi đến quý bà con cô bác. Trời ơi, gắn chạy em ơi, từ từ. Phải không? Phải gắn không? Từ từ. Bự không hả Dũng? Ồ, nước quá em ơi. Hả? Nước quá rồi, em đi được đâu. Nước quá hả? Mình không lội được hả? Ngập nữa rồi, không lội mấy cái đầu sọ em không được. Cái gì vậy? Trời, anh nhóc em gì? Vì cộng mà mầm đây dụng đi mà. Đầu nước rồi rồi em thấy ít mà. Em đi được không? Được, đi. Anh em đi luôn. Sợ lỡ mình đi ra tới đây rồi mình không đi tiếp khán giả cười chết. Anh bỏ dép luôn. Bỏ dép luôn hả? Ừ. Ồ, nước ít mà. Đi tới đây mà không đi tiếp là khán giả cười chết luôn á. Khán giả nói Di với anh Dũng nhát gan chết luôn. À, ồ nhát, có nhát nữa chứ. À. Tới đây đốt nhà không được em ơi. Hả? Tới đây là được. Đốt nhà không được. Đốt nhà không được hả? Tới đây đốt nhà không được. Dạ. Yeah. Cả nhà coi nè, nhìn nó âm u quá. Còn xa không anh Dũng? Đây nè. Ở đây chết nhiều. Tại gian nhẫn đây chết nhiều. Là sao cái câu chuyện đó thì sao anh Dũng? Là Dũng cắm nhang đi rồi mình nãy Dũng có giái chưa? Rồi. Là cái câu chuyện như thế nào anh Dũng? Hồi xưa đây là Dũng Việt Cộng. Dạ. Gian nhẫn ngủ. Trần Dũng ở đâu? Đây, qua cây này. Ờ. Hai mươi đây là xác chết nhiều lắm. Đây bên đây. Nhưng mà ở đây chắc ta lấy đi hết rồi ha. Hả? Người ta lấy xác đi còn hết. Còn sót cũng nhiều lắm. À, nghĩ là thời xưa ha. Xưa. Là ngủ đây nè, rồi bơm B52 bỏ xuống chết. Nhưng mà những người này là người ta bị chết oan. Nhưng mà gắn xương Dũng
Dũng là nắng Dũng bẻ nắm gom, ô nó mối á, nhẫn cho mọc hoài luôn. Dạ. Nhưng mà sao anh Dũng biết ở đây là linh thiêng anh Dũng? Hả? Thì sao anh biết ở đây là linh thiêng anh? Hồi xưa anh ở đây mà. Dạ, vậy hả? Thế là người ta có hiện về không hay là sao? Hả? Người ta có hiện về cho anh thấy không? Nhóc. Ghê vậy trời. Trời ơi, nhiều cái anh ngủ không được. Anh đi ra ngoài siêu thị anh ngồi ngoái một mình luôn. Cái mầm không được nữa. Sợ hả anh Dũng? Không phải là sợ, nhưng cái ghê. Ghê hả? Vậy là anh sợ rồi. Dạ, vậy đó sợ hả? Đúng rồi. Anh sợ, anh thấy ghê là anh sợ rồi. Tự nhiên anh đang mầm nè, tự nhiên nổi lên. Vì bó tay bó chân đi một cái hàng vô trong cái trời. Nhưng mà chết, bị treo cổ nè, bó tay nè. Ừ. Rồi có anh ngủ không được. Anh ra siêu thị anh ngồi. Đêm nào vậy? Nửa tháng nay anh ngồi siêu thị ngồi không? Dạ. Yeah. Tháng 7 tới giờ luôn á. Tại tháng 7 là cái tháng gọi là Mua tháng... Lan đó, mở cửa của Ngọc, cửa ngục đó. Tới giờ. Tháng 7 là một cái tháng rất là đặc biệt. À, vừa gọi là cái tháng là Du Lan báo hiếu nè. Đúng. Vừa có cái ngày mở cửa địa ngục, mở cửa địa ngục nè, hay là gọi là tháng cua hồn. Cô âm. Cõi âm cả nhà. Còn vừa trong tháng 7 cũng có một ngày gọi là cái ngày mà Ngư Lan Chích Nhữ gặp nhau. Đúng. Trong tháng 7 luôn. Đúng. Anh còn nhớ ngày Ngư Lan Chích Nhữ gặp nhau không? Cao bác nói được mà. Ngày xưa Ngư Lan Chích Nhữ sống bên nhau không xa một vời. Sao hát con khúc vậy? Hả? Sao hát con khúc vậy? Tại em dợm, anh dợm theo. Thôi mình đi vô trong mình hát đi. Nghe. Nói chung là ở đây là nó cũng khá linh thiêng. Nếu mà ở đây chắc có những cái gò mối linh thiêng bự lắm á. Kìa. Mấy cái ụ mối á. Thường thường những cái chỗ này sẽ có những... mấy ký á. Không, ủ mối chứ không phải là nấm mối. Ủ mối hả? Cái ổ mối đất á. Ổ mối đất thường là linh thiêng lắm. Rồi vô em ơi. Sao vậy, sợ hả? Đi sợ. Em đi dưới đi, anh lo cho em không chứ em lo cho anh nè. Em lo cho anh cho. Rồi ở đây có cây gòn bự nè Dũng. Hả? Cây gòn bự nè. Trời ơi. Bà nghe đâu phải cái gòn đâu. Cây gòn nè. Cái nào? Cây nè. Cây gòn gì nữa? Cái gòn. Bự ghê chưa? Ủa nó trẻ đôi ra luôn kìa. Sao lâu quá anh không để ý vậy? Thấy chưa? Cái gòn. Ủa nó bự gấp. Khủng khiếp luôn anh Dũng. Nghe tự nghe. Dạ. Dễ nghe. Cái gì vậy? Anh Dũng ơi, anh Dũng ơi. Cái gì vậy? Cái ủ mối kìa. Đậu. Kìa. Trời ơi. Rồi. Cái gòn mối á. Gòn mối tôi nghe nắm mối. Cái gò mối này linh thiêng lắm nè. Thường thường có những cái vong linh hay bình thường. Bình thường hả? Bình thường. Phải không? Nó cả nhà xem thử cái như thế nào cả nhà. Thấy hùng nó... cái luôn nè. Ghê vậy? Dám luôn hả? Trời. Bạn bè không á. Rồi. Sao anh biết là bạn anh Dũng? Trời sao không biết? Cái người này là cái nếu gì? Mà anh nếu mà anh không tôn trọng là hại anh nhiều rồi. Dạ. Yeah. Đây nó lo cho nó luôn á. Cái người đó là như thế nào với anh Dũng, cái gò mối á? Ừ. Cái gò mối đó có quan hệ gì với anh không? Cũng vậy thôi, cũng có âm. Anh Dũng, cái này cái gì vậy Dũng? Cái nào? Cái mộ hả? Cái này có mộ cho lấy cốt rồi em. Hả? Lấy cốt rồi. Trời ơi. Cái đây nuôi cá đâu đây, có cá đâu á. Cá hả? Rắn. Ừ. Cái chuyện có rắn á. Em xích ra đi. Đầy đủ trong đó luôn á. Ở cái mộ quá nha. Gì cái mộ? Dạ. Mà người ta móc cốt rồi xong ta giờ ta để ta nuôi cá luôn. Ừ. Ủa mà đây ai nuôi ta? Ông gia trai bên kia. À chú Tẹo hả? Chú Sáu Tẹo hả? Sáu Tẹo gì? Sáu Kẹo hả? Ừ. Ủa phải Tẹo. Ông chú Sáu ngủ gia trai đúng không? Ông dục gì tùm lum đây nè. Ông coi thường người ta. Ông chú Sáu mà ở một mình như vậy? Vậy. À ông đó em phải. Khác nữa hả? Ông nói em nói, em nói anh mới nói em nghe nè, bữa đó em quay clip có ông mua dây chai phải không? Đúng rồi, em thấy ông ở kế bên, ông ở đậu. À ở đậu á, đúng rồi. Ông đó mua dây chai, không phải là dựa dây chai. Dạ, mua dây chai. Rồi, đúng rồi. Nói cho em nghe. Mà ông đó, ông chú đó tội nghiệp đúng không anh Dũng? Hả?
ông chú đó tội nghiệp đúng không? Hoàn cảnh giống anh đó. Dạ, thấy giống em, thấy giống hoàn cảnh giống như anh đó. Thấy cũng khó khăn quá. Trời ơi, mưa, ông ngủ rồi, ông che giải, lùm lùm anh cũng che giải. Dạ, nhưng mà của ổng chắc nó tạt kia lắm mà. Hả? Của anh thì ít tạt. Tại ổng ở... Em thấy gió không? Gió nó bạc qua đây không? Dạ. Ủa mà anh Dũng sao? Anh Dũng không kêu ổng về sống chung anh luôn cho nó có bạn của bè anh Dũng? Hả? Chứ là sao không kêu chú Sáu trời về sống chung? Kêu ổng hoài, ổng là anh em vụ. Vậy hả? Kêu ổng mà không chịu về hả? Dạ. Em thấy ổng trời ơi, ổng lấy vỏ xe, ổng nấu đồ ăn, ổng ăn luôn á. Tại ổng ở tù nhiều quá. Dạ. Cả nhà, nước lĩnh bỉnh nè. Nhưng mà cả nhà xem tới khúc này thì nhớ đi lại cho Di với lại anh Dũng một lượt like, như là một lượt chia sẻ nha, để ủng hộ tinh thần của anh Dũng. Tại vì anh Dũng sống nơi đây là cũng có rất là nhiều những cái sự việc tâm linh. Bên đây là nhiều mỏ lắm đó nha. Đó. Ngày, cái chỗ mà cái khu nghĩa địa mà ngày xưa anh Dũng ở giờ còn mộ không anh Dũng? Nhóc. Hôm nào anh Dũng rồi lần hai đi anh đưa em dưới, anh đưa em đi về dưới với lại cũng như là anh thăm mộ luôn, thăm gia đình cũ mình luôn. Đúng rồi. Dạ. Đây cả nhà. Bên đây mộ quá anh Dũng. Xuống dưới kia còn ghê hơn đây nữa. Ở đâu? Quốc lộ 80. Quốc lộ 80 hả? Nguyễn Thiên Sắc. Dạ. Cái đó là cái gì ở dưới anh Dũng? Hả, nghĩa địa. Nghĩa địa hả? Nhưng mà cái chỗ đó là ngày xưa anh sinh sống đó hay sao? Nghĩa địa sinh sống đó, đẻ đó luôn. Dạ. Là cái nơi mà cội nguồn chung nhau khắc rúng của mình đúng không? Không phải, tại cội nguồn là anh ở Càng Long. Càng Long Trà Vinh hả? Càng Long cả dồn mình xuống. Vậy hả? Anh Dũng thì anh sống dưới gầm cầu ngay chỗ cầu Bình Tiên cả nhà. Thì mình cũng đã chia sẻ cái địa chỉ rồi. Nên là cả nhà nếu mà muốn giúp đỡ anh Dũng thì đó, hay là muốn cho quà anh Dũng thì có thể đến trực tiếp luôn. Mà có khi các bạn đến thì anh Dũng không có nhà đâu, tại vì anh Dũng đi lượm ve chai. Mà cái cây gò này là ghê lắm hả anh Dũng? Ba mày còn chưa hết đó. Dạ. Mà lúc đó anh Dũng biết cái sự việc của ba cây gò này biết, không? Biết. Hả? Biết. À, anh Dũng kể em nghe đó. Vô đây anh kể cho. Ừ, ok. Đi, mình vô trong anh Dũng kể chuyện cho mình nghe cả nha. Hát rất là hay luôn. Lạ thiệt luôn, một người đàn ông như thế này mà có giọng hát trời phú luôn. Anh gửi giò nha. Quá tuyệt vời cả nhà. Phải nói là cái giọng hát mà say đắm luôn á. Đâu ạ? À? Nước giò. Nước dân. Nước này nước gì đó anh Dũng? Nước hết hồn. Bà ơi. Con trùng em ơi. Con trùng. Em tưởng con đây gửi giò. Dạ em tưởng rắn tim đèn không ạ? À? Có một con, có một loại giống như vậy cả nhà mà rắn tim đèn. Không. Nếu mà gắn chân đèn là anh chết lâu rồi. Nó chích á. Như đều đều á. Nhiều khi nhìn mình không có giờ đây. Được em. Được cái Dũng tím gửi sao? Tí gửi. Đó, nhiều khi mình không biết là mình tưởng là con trùng nhưng mà thật ra nó là con có thể là nó còn là con rắn tim đèn á. Không phải nó là con trùng. Mà đây là con trùng. Đúng rồi. Con rắn tim đèn là nó khác. Nó là con trùng. Dạ. Hồi nãy anh Dũng đến hát bài gì Ngư Lan Chích Nữ hả? Ừ. Nãy Dũng tính hát em nghe bài gì Ngư Lan Chích Nữ hay sao? Ngư Lan Chích Nữ. Dạ. Là cái niệm này là tối. Tối để đây ha. Đây. Trời ơi. Quá trời đồ luôn. Mới cho chiều à. Rồi cho áo chiều qua. Áo gió đó nè. Áo gió hả Dũng? Ừ, áo gió. Cho mấy cái quần. Mà cho loại người ta. Dạ. Mấy cái quần đó lớn tuổi mặc làm cái gì? Mình cho được cái áo quần sọt anh mừng lắm. Trời nhưng mà ở đây nếu mà mình có cái chiếc giường để mình ngủ thì nó như thế nào anh Dũng, được không anh Dũng? Hả? Hay là ý là mình đây mình có cái chiếc giường á
cái giường để mình ngủ á. Cái giường hả? Ờ, nó ok không hay là mình hay là không mình được? Có mình có giường là công an không cho đâu. À. Cái nào mình sơ sài thôi chứ mình phô dạ. trương quá là không được. Dạ em hiểu rồi. À, có một vị khán giả ở trên kênh có nhắn cho em á là hỏi anh nếu mà bây giờ có một cái nơi nào đó để cho anh Dũng ở, để anh Dũng đi bán vé số á, thì anh Dũng thấy như thế nào? Nó anh không ở được điều đó đâu. Sao vậy anh? Có không em? Ý là ví dụ nếu mà có một cái nơi ở để cho anh Dũng ngủ nghỉ, không phải sống ở gầm cầu nữa, để hàng ngày anh có đi bán vé số á, thì như thế nào, anh có chịu không? Anh vui lắm. Chứ để đây ai muốn ăn hiếp 3-4 giờ sáng gì lại gì kêu nhậu, anh không cho tiền đầu quýnh thăm dò tùm lum hoài. Tiền không em cho anh lại xin đưa không đưa rồi là sao? Tiền bữa em cho làm sao? Tiền bữa em cho anh là anh còn giữ hết không, anh đưa cho con không hay sao? Nó không được em ơi. Dạ. Đừng nhóc. Đúng rồi, em cũng hiểu được cái cảm giác đó. Nghĩa là nếu mà có cái nơi nào đó cho anh ở để mà anh đi buôn bán cái số thì ok đúng không? Dạ. Thấy thương quá. À, mình cũng hiểu được cái cảm giác của anh Dũng bây giờ cả nhà. Tại vì phải nói là xung quanh cái nơi anh Dũng ở nè, mình cho cả nhà xem nè. Nè. Thấy không? Có chiếc xe da chai đó, cái đồ giỏng cho anh Dũng ngủ cả nhà. Rồi mấy cái cây này anh Dũng trồng nữa nè đó. Ở đây thì là mấy cái gì ta, cái cây nè, mấy cây cối nè cả nhà, lá dừa, nói chung là nhiều lắm, cột điện nè đó cả nhà. Thì ở đây có cái tổ chức này của bà con cho ha anh Dũng? Cho. Dạ. Yeah. Thường không cho. Được cái thì trên đây thì nó không có bị mưa. Mưa thì nó không có giọt xuống đây. Chỉ mà có những cái cơn mưa lớn á thì nó sẽ bị tạt hai bên. Nó tràn lên luôn. Dạ. Yeah. Tràn xuống luôn. Tràn lên đây. Dạ. Yeah. Anh mầm giỏng. Mầm giỏng. Em thấy chỗ cái này nước rất là nhiều. Cái này nước rất là nhiều nè, chắc bữa giờ mưa nó sình lên ha. Bữa tới em tới giờ á. Dạ, bữa em qua tới giờ luôn. Nó rút không được kịp. Dạ. Đó cả nhà. Rất là khó khăn cả nhà. Và cuộc sống nếu mà cô chú mà có được cái nơi nào đó cho anh Dũng ở, để mà anh Dũng buôn mấy cái số thì ok ha. Dạ. Hồi nãy Dũng hát bài gì? Nãy Dũng hát bài gì? Hát hẹn cho em nghe. Bài gì? Ngư Lan chích nữ gì? Hả? Chích nữ Ngư Lan. Chích nữ Ngư Lan hả? Ok, làm cho em bản nghe chơi coi. Ngày xưa Ngư Lan chích nữ sống bên nhau không xa một vườn. Ngày xưa Ngư Lan chích nữ sống bên nhau có cả trăng tình. Ôi mấy người này hóa anh quá, anh cao được em ơi. Khán giả dạ, trong cái... có rất là nhiều khán giả luôn, xung quanh nhiều khán giả đó nè. Hay là anh Nhân bán dừa. Sắp tới thì anh Nhân sẽ dẫn mình đi khám phá một cái nơi rất là linh thiêng đúng không anh Nhân? Mà có ma thiệt hả anh Nhân? Cả nhà khán giả rất là đông. Là cũng những anh chị mà gọi là buôn bán vòng vòng ở đây cả nhà, thì cũng biết được cái hoàn cảnh của anh Dũng ấy nè. À, nhưng mà anh Dũng hứa em là bữa sau anh Dũng hát gì ta, hát cái giọng nữ hay gì á. Ừ đúng không? Ừ. Thiệt không? Thiệt trời. Hát được không trời? Trời. Hát được giọng nữ không? Được. Mà giọng nữ từ nào em tới? Vì chắc vài bữa nữa không có mưa em qua. Ồ chị qua có người chị lịch luôn em. Xuống đây luôn hả? Xuống đây nè. Xuống thăm anh hai hả? Bà cô. Dạ. Xuống thăm anh hả? Trời xuống lịch luôn em. Xuống thăm anh. Hai bà cô nói trời ơi sao hôm nay giờ thấy ghê quá mà sao nó ca gì xúc động quá. Dạ có cả nhà thì mình
anh Dũng ở chỗ nào thì mình cũng cho đúng cái địa chỉ chỗ đó, để mà lỡ như mà có khán giả hay là ai đi ngang á, người ta cũng muốn ghé thăm anh á thì người ta sẽ ghé đó. Không là cô Vân Quang như kiều bào gì. Dạ. Ở nước ngoài hả? Nước ngoài. Dạ. Để mắt kiến mới hỏi rồi. Tao coi. Thôi, dạ nó nói thua hả? Có người phá. Dạ. Dân ở nhà tại vì trời cũng sắp chuẩn bị mưa rồi. Đúng rồi. Dạ. Cả nhà. Mưa gió. Nhưng mà quay về cái vấn đề mà cây chuối là bữa là anh đã chặt rồi. Rồi. Chặt buồn rồi luôn. Mọc lên bình thường. Chạy thường mình theo như em biết là một cây chuối thì nó chỉ được có một hoài thôi. Hoài. Đó đúng rồi, một cây chuối thì nó chỉ được một hoài thôi. Nhưng mà cây chuối này thì nó được hai hoài lần cả nhà. Hồi nãy giờ Di đánh trống lảng cả nhà. Tại vì Di không có muốn nói chuyện, tại vì xung quanh có rất là nhiều người để ý tới anh Dũng á. Nếu mà mình hỏi anh Dũng nhiều quá thì những người này sẽ ghét, sẽ làm ảnh hưởng không tốt cho anh Dũng. Giống như nãy cái anh Dũng mà có chia sẻ với Di cái số tiền mà Di cho anh Dũng á. Đó, thấy chưa? Giờ rủ anh Dũng đi casino luôn. Nhậu, rủ nhậu luôn. Thương quá. Không biết sao nè. Ở đây đông ông Địa hả anh Dũng? Dạ, ông Địa. Ông Địa ha. Ông Địa. Hai ông là sao ông còn tài nữa. Bị người ta giờ đi rồi. Giờ đi rồi. Bị người ta giờ đi. Một cái câu nói rất là dễ thương cả nha. Bị giờ đi. Đúng là bị ăn cắp. Bị ăn cắp. Nãy chuối này hôm bữa giờ em thấy luôn mà đúng không? Cái chuối này hôm bữa luôn không? Hôm bữa giờ. Đúng rồi. Dạ. Được, mời mua nhang. Mời mua nhang. Em cho tiền mua hổm đó, mời anh mua nhang. Dạ. Hồi tí em kiếm những cái bó nhang, hết nhang rồi nè. Hết nhang rồi. Hồi tí em gửi anh Dũng tiền mua, để anh Dũng mua nhang nha. Cảm ơn em. Dạ. Thì hôm nay thì trời cũng mưa rất là lớn ở nhà, để mình anh Dũng thì cũng mới nhặt ve chai về, cũng khá là mệt. Mình cũng chờ anh Dũng từ sáng giờ luôn. Nên là bây giờ thôi chắc mình để cho anh Dũng nghỉ ngơi. Những cái câu chuyện tiếp theo thì Di sẽ cố gắng chia sẻ cũng như là cập nhật cho cả nhà xem. Nói chung là bữa giờ thì anh Dũng có cảm giác là vui hơn những lúc trước rất là nhiều đúng không anh Dũng? Hả? Vui hơn nhiều đúng không? Dạ vui lắm. Dạ. Thiệt. Dạ. Không vui lắm. Trời ơi, đang khổ, có anh em lại hỏi thăm rồi vui lắm. Dạ. Nhưng mà cái chuyện đó diễn khó tả. Khó tả. Thế thương hả? Nhưng đúng mà đúng. Em hỏi anh Dũng nè, có một số khán giả xem kênh nói anh Dũng là có nhậu đúng không? Hôm bữa anh Dũng có nói em là anh Dũng có nhậu. Có, nhớ vợ, nhớ con. Dạ. Nhậu rồi anh Dũng ngủ. Ngủ à, nhậu để ngủ thôi chứ không phải nhậu ghiền phải không? Không ghiền. Dạ, nhớ đừng có nha. Đừng có nhậu nha, đừng có nhảy chân mà. Em biết anh buồn, anh dùng rượu để mà anh giải sầu. Đúng. Nhưng mà mình nhớ mình phải giữ gìn sức khỏe, đừng có uống nhiều quá. Tại vì hôm nay anh uống để cho anh dễ ngủ, nhưng mà nếu mà anh uống nhiều quá thì qua ngày hôm sau anh sẽ mệt, anh sẽ không có đi làm kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ được. Ha? Cảm ơn em. Dạ, nên là ví dụ như nè. Em với anh nói giống như một anh em đi. Ví dụ như hôm nay khó ngủ quá thì uống ly hay ly cho dễ ngủ, để mình còn sức, để mà ngày mai mình còn đi làm nữa. Hiểu ý em nói không? Hiểu. Dạ. Thì hôm nay xung quanh khá đông người cả nhà, nên là Di cũng không có muốn nói chuyện nhiều, sợ ảnh hưởng đến Dũng. Tại vì hồi nãy cả nhà cũng thấy anh Dũng á, khi mà anh Dũng nói chuyện á thì có những người xung quanh người ta hay cà khịa, nên là mình cũng hiểu được cái đó. Mình cũng hiểu được cái mà Dũng đang suy nghĩ hiện tại bây giờ rất là khó xử cả nha. Nên là nếu như cái vị khán giả nào mà nói với Di mà cho anh Dũng cái chỗ ở á, để mà anh Dũng đi bán vé số á, thật sự là cái đó là quá tốt đúng không anh Dũng? Anh Dũng cũng cảm ơn. Dạ anh Dũng muốn rồi, chứ thật sự là mình cũng không có muốn phải ngủ qua vòng cầu như thế này. Không mơ được gì đâu. Dạ. Có không em? Dạ khán giả nói em như vậy, nhưng mà để về em hỏi thấy cái đúng hay không. Nếu mà có thì em sẽ nói. Anh chỉ cần là chu vi là 3 mét vuông thôi. Trời ơi, thương quá cả nhà. Một chút. Anh đem hai đứa con về. Hai đứa con về là cho nó ngủ, nó con gái để gạt lồi nữa. Cả nhà. Thì xung quanh thì nó khá đông người.
cũng khá là ồn nên mình không có tiện nói chuyện tiếp. Để câu chuyện này để bữa sau anh em mình sẽ trò chuyện kỹ hơn ha anh Dũng ha. Tại vì hôm nay đông người quá anh Dũng ha. Sao anh Dũng? Cảm ơn chương trình, cảm ơn em, cảm ơn cô bà con cô bác để tâm đến bất hạnh với cha con tôi, cũng cho cha con tôi một số tiền để cho con tôi sống, con tôi đi học, tôi bán vé số. Cảm ơn chương trình. Nếu mà bây giờ mình ở cái nhà trọ mà nho nhỏ thì anh đi bán vé số thì đủ lo cho hai đứa nhỏ không? Nhà trọ không được em ơi. Sao vậy anh? Hả? Sao nhà trọ không được? Nhà trọ nó giờ 9 giờ sao anh bán vé số tới 10, 11 giờ về được. Vậy hả? Nhà trọ là 9 giờ đóng cửa rồi hả? 9 giờ đóng cửa. Có cái chỗ nào mà nó không đóng cửa không ta? Nó mất tiền. Mất tiền? Thường thường là khoảng nhiêu tháng anh Dũng? 700. 700 ngàn tháng. Trời ơi. Là nếu mà 700 ngàn một tháng là người ta không có đóng cửa cho mình đi thoải mái đúng không? Hả? Ý là 700 đúng, ngàn đúng đó. Đúng rồi em. Dạ. 700 ngàn là để vô là cái cửa chính thì người ta không đóng để cho mình đi bán cái số. Mình muốn về lúc nào mình về. Mọi nó phức tạp. Phức tạp. Theo vậy theo anh Dũng thì anh Dũng như muốn như thế nào? Hả? Theo anh muốn như thế nào? Anh nói cho em biết đi. Anh muốn ở nhà mình cứu mình. Sao? Ở nhà trọ. Ở nhà mình mà mình giờ mình đâu nhà có... trọ anh đi làm đi bán còn hai đứa con gái của anh nữa, con gái. Dạ. Lớn rồi. Nhưng mà bây giờ nhà mình đâu có đất đai đâu mà sao có nhà anh Dũng? Bởi vậy anh quan tâm cái vụ này hoài luôn. Dạ. Có nghĩa là giờ ví dụ như anh Dũng không muốn ở nhà trọ tại vì nó phức tạp. Nếu như các vị khán giả nào mà có một cái miếng đất nào mà nhỏ nhỏ đúng không? 3 mét à. Che được cái chỗ gì vậy nè. Ba cho con ở. Có miếng đất 3 mét thôi. Có miếng đất khoảng chừng 3 mét. 4 mét đi cho nó bự bự xíu. À, thêm mét nữa hả? Thêm mét nữa. Đúng rồi, cho anh Dũng che được cái căn chòi nhỏ để cho ba cho con sinh sống á thì khỏe. Thứ nhất là anh Dũng đi bán vé số thì hai cháu có thể đi học ở nhà, đi học nè. Còn khi có khi nào ở nhà thì cũng được cái bà cô chủ nhà. Đúng rồi, bà cô chủ nhà. Đúng, em nói đúng. Bà cô chủ nhà mà cho đất mình á, cho mình ở nhờ chứ phải là cho quan luôn. Quan tâm chứ. Dạ. Ví dụ như mình đây mình chỉ nói là xin ở nhờ thôi. Chứ còn cái việc là cho luôn hay không thì do tùy tâm. Xin ở nhờ để mà khi mình Dũng đi bán thì hai cháu ở nhà thì cũng chạy qua chạy lại nhà cô chủ hàng xóm để mà cũng có người canh. Ở cả nhà thì nói chung là hôm nay Di có đến đây để mà chủ yếu là như vậy thôi. Còn cái câu chuyện như thế nào thì để vài bữa nữa em qua em sẽ bàn với Dũng sau ha. Dạ thì thôi hôm nay em thấy có cái niệm mới nè. Chắc là tối nay ngủ im lưng. Hôm nay anh ngủ vậy rồi Dũng trải sao? Hả? À, nhìn nè. Dũng gì trải sao? Đã đồ nhiều quá. Đã đồ nhiều quá. Mới cho nhiều quá. Nhiều quá. Thôi anh Dũng cứ làm việc của mình đi ha. Thì em hẹn anh Dũng bữa khác nha. Thì em cũng xin chúc anh Dũng thật nhiều sức khỏe nha anh Dũng nha. Để mình tắt clip để mình gửi anh Dũng ít tiền để mà anh Dũng mua nhang ở nhà. Thôi bây giờ em chào anh Dũng nha anh Dũng nha. Ok bye bye anh Dũng nè. Ok bye bye. Bye em. Dạ. Chúc em khỏe. Dạ. Cả nhà có ý kiến như thế nào hay là có những cái suy nghĩ gì hãy bình luận với phần đôi giúp cái tiền em mới gửi cho anh là anh Dũng để mua nhang nha. Đừng cho tao thấy nha. Nha. Sao? Sợ đúng không? Ta thấy người ta cho thấy cho tiền người ta sợ người ta ăn cắp của mình đúng không? Sao lưng kìa. Hả? Sao lưng kìa. Hả? Sao lưng kìa. Ok ok ok. Rồi ok. Mấy kia cái câu chuyện mà cái kia thì để em tính sau anh ha. Đúng rồi. Dạ. Ok rồi anh Dũng cứ làm công việc của mình đi cả nhà. Em xin lỗi anh Dũng cứ làm công việc của anh Dũng đi. Em về đây. Đây cả nhà mình quay sơ cho cả nhà xem nè. Khổ thiệt chứ. Nè. Đâu rồi ta? Đó. Dũng nè. Dọn dẹp à. Dũng này bình thường ngủ đây hả Dũng? Ừ. Hồi nãy mình dạ. Dũng dọn dẹp. Hồi nãy mình không có dám đưa tiền cho anh Dũng trước mặt nha. Đây có cái ông nằm giỏng không? Ông hay địa 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 khó chịu lắm.
nên mình cũng không dám hỏi nhiều. Bây giờ khi mà nãy anh Dũng anh nói chuyện á thì anh cũng hơi lập bập, anh khó xử á nha. Rồi đó thì anh Dũng đang soạn đồ nè, thôi em về anh Dũng nha. Dạ bye bye anh Dũng.